Kính chào các bạn đội viên thân mến, trong chương trình phát thanh Măng Non hôm nay, liên đội trường trung học cơ sở thị trấn Cờ Đỏ ôn lại kỷ niệm về lịch sử Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20 tháng 10. Phụ nữ Việt Nam vốn sinh ra trên một đất nước với nền văn minh nông nghiệp dựa trên nền tảng trồng lúa nước và thủ công nghiệp nên phụ nữ Việt Nam đã trở thành lực lượng lao động chính. Bên cạnh đó, nước ta luôn luôn bị kẻ thù xâm lược, đời sống nghèo khổ. Từ thực tế đó mà người phụ nữ Việt Nam đã có bản sắc và phong cách riêng. Họ là những chiến sĩ chống giặc ngoại xâm kiên cường, dũng cảm, là người lao động cần cù, sáng tạo, thông minh, là người giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc giữ gìn, phát triển bản sắc và tinh hoa văn hóa dân tộc. Ngoài ra, họ còn là người mẹ dịu hiền, đảm đang, trung hậu đã sản sinh ra những thế hệ anh hùng của dân tộc ta. Dưới chế độ phong kiến và đế quốc, phụ nữ Việt Nam là lớp bị áp bức, bóc lột, chịu nhiều bất công nhất nên luôn có yêu cầu được giải phóng và sẵn sàng đi theo cách mạng. Ngay từ những ngày đầu chống Pháp, phụ nữ Việt Nam đã tham gia đông đảo các phong trào cần vương, đông kinh nghĩa thục, đông du, còn có nhiều phụ nữ nổi tiếng tham gia các tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam như Hoàng Thị Ái, Thái Thị Bôi, Tôn Thị Quế, Nguyễn Thị Minh Khai. Từ năm 1927, có những tổ chức quần chúng bắt đầu hình thành và thu hút đông đảo các tầng lớp phụ nữ Việt Nam như Công hội đỏ, Nông hội đỏ, các nhóm tương tế, tổ học nghề và các tổ chức có tính chất riêng của giới nữ. Năm 1927, nhóm các chị Nguyễn Thị Lưu, Nguyễn Thị Minh Lãng, Nguyễn Thị Thủy là ba chị em ở làng Phật Tích, Bắc Ninh tham gia thanh niên cách mạng Đồng Chí Hội, các chị tuyên truyền xây dựng tổ học nghề, đăng tên và học chữ. Nhóm chị Thái Thị Bôi có các chị Lê Trung Lương, Nguyễn Thị Hồng, Huỳnh Thuyên tham gia sinh hoạt ở trường nữ Học Đồng Khánh. Năm 1928, nhóm chị Nguyễn Thị Minh Khai cùng Nguyễn Thị Phúc, Nguyễn Thị An tham gia sinh hoạt hội đỏ của Tân Việt. Nhóm này liên hệ với chị Sân, chị Thiêu, chị Nhuận, chị Liên thành lập tờ Phụ Nữ Giải Phóng ở Vinh. Năm 1930, trong phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh ở Nghệ An, Hà Tĩnh có 12.946 chị tham gia phụ nữ giải phóng cùng nhân dân đấu tranh thành lập chính quyền Xô Viết ở trên 300 xã. Ngày 1 tháng 5 năm 1930, chị Nguyễn Thị Thập đã tham gia lãnh đạo cuộc đấu tranh của hơn 4.000 nông dân ở hai huyện Châu Thành, Mỹ Tho, trong đó có hàng ngàn phụ nữ tham gia. Ngày 3 tháng 2 năm 1930, Đảng Cộng sản Đông Dương thành lập, cương lĩnh đầu tiên của đảng đã ghi nam nữ bình quyền. Đảng đã sớm nhận rõ phụ nữ Việt Nam là lực lượng quan trọng của cách mạng và đề ra nhiệm vụ đảng phải giải phóng phụ nữ gắn liền với giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp với giải phóng phụ nữ. Đảng đặt ra mục tiêu phụ nữ Việt Nam phải tham gia các thể đoàn cách mạng, công hội, nông hội và thành lập tổ chức riêng dành cho phụ nữ để lôi cuốn các tầng lớp phụ nữ tham gia cách mạng. Chính vì vậy mà ngày 20 tháng 10 năm 1930, Hội Liên hiệp Phụ nữ chính thức được thành lập. Sự kiện này thể hiện sâu sắc quan điểm của đảng đối với vai trò phụ nữ trong cách mạng, đối với tổ chức phụ nữ, đối với sự nghiệp giải phóng phụ nữ. Vào ngày 20 tháng 10 năm 1930, Hội Phụ nữ Phản đế Việt Nam, nay đổi tên là Hội Phụ nữ Việt Nam, chính thức được thành lập. Để đánh dấu sự kiện này, Đảng Cộng sản Việt Nam đã quyết định chọn ngày 20 tháng 10 hàng năm làm ngày truyền thống của tổ chức này, đồng thời cũng xem đây là kỷ niệm và tôn vinh phụ nữ Việt Nam, lấy tên là Ngày Phụ nữ Việt Nam. Phần tương truyền đến đây là hết. Hẹn các bạn vào chương trình lần sau. Thân ái và kính chào.